trong lịch sử hiện đại, võ Việt Nam đã được đưa ra nước ngoài từ những năm 40 của thế kỷ trước. Qua nhiều thăng trầm, hiện nay võ Việt không ngừng lớn mạnh về quy mô, tổ chức, tạo ra nhiều bước đột phá lớn ở ngoài nước. Cho tới nay, có hơn 500 trung tâm đào tạo, võ đường, câu lạc bộ võ Việt và hàng nghìn các nhà hoạt động võ thuật, võ sư, huấn luyện viên võ cổ truyền Việt Nam ở trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Không thể không nhắc tới những võ sư tiền bối đã đem chuông đi đánh xứ người, có công gây dựng và lan tỏa võ Việt Nam ra nước ngoài như Nguyễn Đức Mộc, Hàn Bái, Đoàn Tâm Ảnh, Trần Tiến, Mai Huệ Kỳ, Phi Long Vịnh, Trương Văn Bảo, Lê Kim Hòa, Thu Vân, Hồ Hoa Huệ, Nguyễn Công Tốt, Trần Nguyên Đạo và nhiều võ sư, huấn luyện viên tâm huyết khác. Bản thân các môn phái của võ Việt Nam ở nước ngoài như Tráng Sĩ Đạo, Võ Kinh Vạn An, Tinh Võ Đạo, Sơn Long Quyền Thuật, Tây Sơn Võ Đạo, Việt Võ Đạo, Việt Vũ Đạo có sức thu hút lớn, lôi cuốn đông đảo môn sinh Việt Kiều, người nước ngoài yêu võ Việt theo học. Võ Việt đang ngày càng chắp cánh bay xa tới nhiều quốc gia và là chiếc cầu hữu nghị nối liền văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với thế giới. Trong cái số những cái người mà mang võ cổ truyền của Việt Nam ra nước ngoài đó thì điển hình thì rất là nhiều, nhưng mà có thể nêu lên một cái tên mà không ai có thể không đặt cái sự chú ý đó, đó là ông Nguyễn Đức Mộc, là võ sư Nguyễn Đức Mộc. Cụ thì đã mất lâu rồi, nhưng mà cụ mang một cái môn phái từ Bắc Ninh, xuất xứ từ Bắc Ninh sang Pháp lâu rồi và truyền đạt lại rất nhiều võ sinh, võ sư ở nước Pháp. Và cái dấu ấn của cụ Mộc là dấu ấn của người mở đường. Thầy Mộc sinh năm 1913 tại làng Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thầy Mộc có 7 anh chị em. Tất cả anh chị em và người trong làng đều tập võ vào thời đó. Vì thầy có khiếu với võ thuật, nên bố và bác thầy đã quyết định gửi thầy lên chùa Hàm Long để theo học võ. Vào thời kỳ Pháp thuộc, mà tại Pháp gọi là thời Đông Dương, việc tập võ bị cấm, chính quyền luôn theo dõi rất khắt khe. Chính vì vậy, các võ sư luôn dạy bí mật, chủ yếu trên đồi núi. Việc tập và dạy võ rất khó khăn và nguy hiểm. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945, vào thời điểm đó, thì chính quyền Pháp đã quyết định tuyển thêm binh lính thuộc địa và gửi về Pháp đào tạo. Bắc Bộ Phủ lúc đó phải cung cấp những thanh niên trẻ, và vì vậy, thầy Mộc nhanh nhẹn và mạnh dạn, nên gia đình thầy đã quyết định cử thay cho anh trai đi Pháp, tham gia quân viễn chinh Pháp. Thầy đã ra đi như vậy. Sau Thế chiến thứ hai, đã xảy ra những trận đánh đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp tại Bắc Bộ, Việt Nam. Chính bởi vậy, chính phủ Pháp đã quyết định cử đội quân Lê Dương và lính Algeria sang Việt Nam. Và khi thầy chúng tôi đã biết được tin đó, điều đó làm ông suy nghĩ là không thể đi đánh nhau với anh em, họ hàng, con cháu, bạn bè và cả những người dân nước mình được.
Điều đó khiến thầy đã suy nghĩ nhiều và đã quyết định rời quân đội Pháp nhưng vẫn ở lại Pháp. Thời đó, thầy chưa từng có một ý định dạy võ hoặc mở một môn phái. Rồi từ một tình huống ngẫu nhiên mà thầy sau đó đã bắt đầu dạy võ. Thời đó, thầy là công nhân trong xưởng ô tô Renault làm máy móc. Lúc đó thì đã có 5 đến 6 người, thậm chí là nhiều hơn. Tôi nhớ không chính xác, muốn bao vây thầy và tấn công thầy vì thầy là người Việt Nam. Thời đó, mọi người không hài lòng về những gì đang diễn ra và kỳ thị Việt Nam. Và thầy đã dùng võ của mình để tự vệ và chống lại tất cả các đối thủ. Rất nhanh chóng, thầy đã đánh tan mọi người như là ma thuật. Một vài đồng nghiệp của thầy đã chứng kiến và vô cùng ngạc nhiên. Thầy đã giải thích rằng đó là võ gia đình, võ quê hương đất nước của tôi. Họ đã xin được học võ. Lúc đó thầy bắt đầu nhận một vài người với cam kết phải học theo phương cách của Việt Nam. Thầy đã sáng lập chính thức Liên đoàn Quốc tế, được gọi là Võ Việt Nam vào năm 1957. Môn phái Võ Việt Nam tại Pháp muốn nói rằng Việt Nam đã có mặt trên thế giới, đã tự do độc lập và có môn võ riêng của mình. Tên thật của môn phái là Sơn Long Quyền Thuật, với logo là con rồng với các móng vuốt vươn về phía trước và ba ngọn núi ở phía sau, là tưởng nhớ đến những ngọn núi mà thầy đã tập võ ở quê hương ngày xưa, khi mà việc tập võ bị cấm vào thời Pháp thuộc. Trong những phong trào sinh viên phản đối chiến tranh tại Pháp, khi các sinh viên được tin có một thầy võ Việt Nam dạy võ tại Paris, ngay lập tức có đến hơn 30.000 người đến xin theo học. Đó thực sự là một phong trào rất lớn tại thời điểm đó, trong lòng giới trẻ và các sinh viên trường đại học. Người phương Tây thì không có cùng tinh thần, suy nghĩ như người Việt. Thầy đã vận dụng võ học của mình để sáng tạo ra một phương pháp tập đơn giản hơn, cấu trúc lại chiêu thức để phù hợp với tinh thần và suy nghĩ của người Pháp lúc đó. Thầy đã thúc đẩy mọi người, và đặc biệt với tôi, vì thầy là người rất đạo đức, là người có cách di chuyển thật kỳ diệu. Và tới tận bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy ai giỏi như vậy. Đúng là một đại võ sư, thầy đã thực sự thành công khi biết làm thế nào để dạy được cho những người phương Tây. Thầy Mộc đã giải thích rõ rằng một võ sinh cần phải có tinh thần và đạo đức tốt. Nếu võ sinh chỉ giỏi đòn thế mà không có đạo đức thì sẽ luôn gây nguy hiểm cho người khác. Bởi vậy, đạo đức và võ thuật phải được đi đôi với nhau trên cùng một phương diện, và đó chính là giá trị chính của Sơn Long Quyền Thuật. Tất cả mọi người đều có niềm tin và tuân theo sự dạy bảo của thầy, luôn chung một tinh thần song hành võ thuật với đạo đức. Trong mọi tình huống, thầy không chỉ ra, nhưng thầy làm được tất cả và không hề sợ gì. Điều đó đã làm tôi say mê. Tôi đã quan sát thầy làm, cách thầy làm chủ mọi việc, tiến hành từng bước và không sợ hãi gì hết. Điều tiếp theo tôi thấy ở thầy là cách thức giáo dục. Vì theo thầy, võ là bước sau của sự giáo dục. Và đặc biệt, với các học trò gần gũi, thầy rất độ lượng. Chúng tôi cố gắng xem thầy làm, quan sát thầy và làm theo thầy. Khi ta có niềm tin, tin vào võ, tin vào mọi thứ, thì lúc đó mọi thứ đều có thể làm được. Định hướng và kim chỉ nam của chúng tôi là lòng trung thành, trí tuệ và đạo đức. Điều này luôn được nhắc tới thường xuyên. Thầy có vị trí của cha tôi. Thầy dạy tôi biết tôn trọng. Thầy tôn trọng tôi và tôi tôn trọng thầy, tôn trọng mọi người. Thầy rất đức độ với mọi người, là người rất đạo đức, dạy cho tôi cách đối nhân xử thế. Khá là khó để nói. Mong muốn của thầy là nếu có thể mang cho cốt của thầy quay trở lại quê hương đất tổ tại Việt Nam, để có thể được gần ông cha trên mảnh đất tổ tiên. Như tôi đã nói, thầy là người không bao giờ nghĩ cho chính mình, và chỉ vào lúc cuối, thầy đã giải bày tất cả. Vì thầy nghĩ cho tương lai và đã nói cho chúng tôi ba điều. Thứ nhất, thầy mong muốn chúng tôi mang cho cốt của thầy về Việt Nam. Thứ hai, thầy muốn chúng tôi theo Việt Nam cùng với môn phái. Thứ ba, thầy muốn chúng tôi chăm lo tốt cho lớp trẻ.
ghi nhận công lao và những đóng góp to lớn của võ sư Nguyễn Đức Mộc trong việc đưa võ Việt đến với bạn bè quốc tế. Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam đã tổ chức lễ truy phong danh hiệu Đại Võ sư Quốc tế cho võ sư Nguyễn Đức Mộc tại Pháp. Cách đây 80 năm, ông là thế hệ võ sư mở đường cho công cuộc mang võ Việt vượt trùng dương. Và hôm nay, những học trò tiêu biểu của ông đã cùng về đây, thay ông đón nhận tấm bằng cao quý nhất của một võ sư trong làng võ cổ truyền Việt Nam. Đây là đất Paris, là đất Pháp, mà là cái nơi mà cụ Mộc đã phải nói là tác nghiệp truyền đạt lại cái vốn võ thuật của mình cho người Pháp mà sử dụng vào những cái mục đích hết sức là nhân văn. Thì Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam quyết định là truy phong cái danh hiệu là Đại Võ sư Quốc tế cho cụ Nguyễn Đức Mộc. Cái bằng này là cái đẳng cấp này là đẳng cấp cao nhất của võ thuật Việt Nam, võ cổ truyền Việt Nam. Notre ligne actuelle, c'est de poursuivre l'œuvre. Liên đoàn của chúng tôi hiện nay vẫn sẽ tiếp tục theo kiệt tác của thầy Mộc. Như tôi đã giải thích, thầy như là người cha của tất cả các huynh đệ và chúng tôi rất biết ơn thầy và muốn tiếp tục tập luyện. Bởi vậy, chúng tôi luôn cố gắng duy trì và phát triển môn phái cho tất cả mọi người có thể đến tập luyện, học điều tốt và chia sẻ mọi thứ theo tình cảm thân thiện nhất. Và tôi mong muốn từ đáy lòng rằng, sư phụ, thầy của chúng tôi, một người thầy vĩ đại, xứng đáng có được sự biết ơn này, vì thầy là người rất quan trọng và chúng tôi cũng cố gắng làm việc hết mình để nhớ ơn thầy.